Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp lại chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga người bạn thân thiết của nhân dân việt nam khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga mong muốn thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh và lĩnh vực trong đó có quan hệ hữu nghị truyền thống với đảng cộng sản liên bang nga đánh giá cao vai trò và đóng góp của đảng cộng sản liên bang nga cho quan hệ hai nước chủ tịch nước khẳng định đảng cộng sản và nhà nước việt nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của đảng cộng sản liên bang nga và nhân dân nga đã dành cho việt nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong phát triển đất nước ngày nay Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Dilganov chúc mừng Việt Nam đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong thời gian qua, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của chủ tịch nước, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ song phương, khẳng định Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn coi trọng và ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch nước đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov. Mong Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov sớm thu xếp thời gian thăm Việt Nam. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov đã vui vẻ nhận lời. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zyuganov đã trân trọng trao kỷ niệm trương 150 năm ngày sinh Lenin cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.